Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo em ơi. Bây giờ thì bang vừa rồi hôm nay đánh được một rương kiếm phá rồi nè. Thì lành Bách Kiều Phong đã kết thúc được. Và rương này thì sẽ thưởng cho Bách Kiều Phong 500 xu và kèm với công tất cả anh em. Bây giờ thì bang cũng bán nhưng mà anh em không ai mua nữa. Thì bây giờ bang sẽ mở trải nghiệm hai kim kèm với cái rương. Ra đồ vật phẩm nào thì sẽ đấu giá vật phẩm đó nha anh em. Giống như bữa giờ, nó hai kim. Rồi. Rồi, đỡ là hôm nay đi chỗ khác nè, đi Hoa Sơn hoài. Đặt nón cái mới với áo Đình Khai khá là nhiều á. Áo Đình Khai Khai cũng mua mà. Áo Đình Khai như này bằng áo Đồng Cười khá là đẹp á. Bây giờ ra cái áo Đình Khai 50 thì thôi. Nhưng mà mình thì lại không thích cái áo này nó không có đam. 50 30 quá đẹp luôn, không có đam. Rồi, 50 30. Áo Đồng Cừu anh không có đam. Không có đam. Cứ mở đi cho chưa? Mọi người đấu giá mù là vui. Giờ em mới lên em chạy thành những phân mặt cả quật, mặt cả quật. Lên một vị trí khá là đẹp. Rồi. Đúng rồi, cái vị trí mà nhìn ra ấy. Vị trí khá là đẹp luôn. Rồi. Mới cắn vâng, rương ra cái đấy nè. Không, cái rương cái áo này của em mà. Này của em mà. Rồi, giờ đi lên mở rương rồi em ơi. Anh em đang xem trong một live ủng hộ đây em ơi. Hôm qua thì áo nón ngầm mây. Em ngày nào mà trả like luôn. Công việc. Một giờ quấn bót nha. Ok. Nhớ 1 giờ nha. Nhớ em slot nhanh lúa nha. Gạ trước nó có một cái cổng chứng minh đúng không? Cổng linh thì nó bán thằng lành rồi, bán lành rồi mà. Ừ. Thằng lành thì có một cái lành bán đi xong rồi lành chơi lại đường môn nên là lúc gạn nghĩ là lành nó ngỡ mua lại rồi. Rồi, mở rương. Áo Đình Khái, nón ngầm mi. Là có người đấu giá như nào? Có ai đặt món nào nữa không nào? Có ai đặt món nào nữa không nào? Đã biết đường ra giá luôn nào. Dậy luôn. Ok luôn, cuốn luôn. mở ra cái gì của Võ Đen với lại có gia truyền cà phong nha. Gia truyền cà phong vẫn mở ra nha. Không có rồi. Ok. Đặt hàng học bộ năng nhạc. Ok luôn. Rồi ok. Anh em đặt hàng. Chốt đơn mở. Từ từ ra. Mình có vẻ mình phải sắm cắn bình may mắn này em ơi. Thấy cảm giác hơi bất ổn. Cắn bình may mắn. May mắn có mà đầy nè. Tiếc diện bình may mắn. Đâu đâu ra đồ xịn sao. Mắt ốp sao anh em đúng không? Đồ anh em cần mắt ốp sao? Rồi. Đó. Quá tửu thiên sơn các kiểu rồi nè. Rồi ngồi chỗ này nè, hợp lý nè. Rồi phía dưới có anh gì đây? Triệu Thiên Mẫn. Rồi người chơi giải trí. Triệu Thiên Mẫn, bot sát thủ. Mở bot nha em ơi, mở rương nha. Rồi vui. Chúng ta cùng tiếp tục bói rương em ạ. Vui. Đứng gần hồ thổ có khi nào ra đồ nhỏ đá không ta? Rồi vui ha. Em có thể nhìn khác cho nó biết thôi. Khỏi ôi. Ôi. Từ xem mấy ô, từ từ xem được mấy ô chứ bạn. Ôi, ơi, áo rồi. Áo nha. Áo nha. Áo. Ba vô. Rồi. Có người được hàng anh em ơi, khui nha. Trời ơi, xong đồ. Rồi, áo thì vàng rồi. Lỗ. Rồi áo thiên băng này là anh em đồ chống cảnh mà ấy. Áo thiên băng. Áo thiên băng đầu xanh. Áo trắng đời. Trời ơi áo trắng thiệt quá. Rồi. Coi như là băng lỗ hai kim, nói chung là phát lương em chắc ngừng 100 xu, băng lỗ tiếp vậy thôi. Cho có em mình em chơi. Chứ giờ đi boss mà không có lương cũng kỳ đúng không anh em? Ngừng 100 xu. Cho xin. Rồi anh luôn. Chị lái đi. Áo xì đào quá. Ok. Anh mua lên bài đó. Áo xì đào quá. Ai là bà ta? Áo xì vàng, nó từng áo cái băng đúng không? Áo là tháng bưng rồi nè. Đang cần áo cái băng khá nhiều. Áo xì băng, quay lại áo xì băng rồi. Áo xì băng nè. Bây giờ hên rồi. Hết giờ hên rồi. Hết theo yêu cầu rồi. Rồi, rút. Bây giờ mở cái 4 tay nó còn ra cả đuối mà. Ôi, xuống, áo xì đào quá.
Lúc này muốn vô xe ai trả thì mình lấy luôn là. Rồi anh em gì Giang Tân Thôn nhận lương boss này em ơi, chờ quỷ ban thôi. Nếu mà có đồ thì ban có lương, anh em có lương cao, còn không thì chết quỷ ban là phát lương anh em. Không bán được mà vẫn có lương à? Đúng rồi, không bán được mà có lương cho anh em chứ, ít nhiều phải có cho vui chứ. Rồi gì anh em ơi, lành anh em ơi, nhận lành gì nhận 500 xu, mới là 100 xu. Về Giang Tân Thôn luôn, đúng rồi anh em. Nãy là hai mươi mấy người nè. Boss có một lần nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23 người, 23 người. Hai kim ba nữa nè, chờ quỷ ban thôi nè. 23 người dưới lành 500 nữa là 2 kim 8 tất cả. Gọi là 3 kim. Rương nữa là 2 kim, nói chung là quỷ ban chết cho anh em 5 kim được phát lương đó. Vì nó không có đồ, 5 kim. Rồi, sẽ đi đổ xuống á. Là vì chỉ có 2 kim rồi. Phát lương 2 kim 8 nữa, 4 kim 8. Rồi, rút quân. Anh em chờ em một chút đi đổ xuống á. Nói chung hôm nay là mở theo yêu cầu mà không được thành công anh em à. Nên là anh em lương hơi yếu. Áo thiên bang đó không ai mua, em ảnh dở thôi, ai đâu mua. Bang mình một chút áo thiên bang nhiều lắm, chục cái lận. Toàn vứt vứt rác. Toàn cắt còn lon, chả làm gì cái áo đó. Áo xì quá xì đà. Đệ là vũ đệ hôm nay lên tiền lên 3-11 dạng ha. Chút là bán không chừng giá đúng không? Xích lên lên xuống đúng không? Vàng ở dưới 10, vàng ở trên 11. Thấy kỳ nha. Rồi, nhận lương này em ơi. Làm đâu? Bất kỳ phòng giao dịch em ơi. Người kết thúc boss sẽ là giao dịch trước. Làm em ơi, thôi giao dịch em phong này, chứ không phong này. Đây là giao dịch này. Rồi, bỏ xong sau đi. Đúng rồi. Rồi, làm. Làm này. Bất kỳ phòng này. 500 xu, ok, lát của anh cuốn luôn đúng không? 100 xu nè. Bàn mở. Bàn mở, trừ 2.000 xu. Ra áo thiên bang. Phát lương, trừ 2.003. Bình, âm, 4.008. Nói chung có lời thì anh em hướng cao, không có thì quỷ ban bỏ. Rồi anh cuốn luôn nè. Rồi tiếp tục. 1, 2. Rồi. Hồi tối mới nhất thiên bang, giờ nó ra áo thiên bang, đúng rồi. Nhỏ vãi trướng. Ở thiên bang không phải cùi mà xe vào kéo xe anh. Xe vào kéo xe thiên bang không có đất diễn anh ơi. Không có đất sống, nên ít người chơi thiên bang. Còn xe vào tay thiên bang nhóc luôn nè. Rồi tiếp tục em ơi, nhận nhanh anh em đi, hoạt động gì đi em ơi. À đâu rồi ta? Rồi, tình anh em giao dịch. Thiên sứ và đồ giao dịch. Thiên sứ. Tình anh em. Rồi cái đó đứa chi thôi rồi lỡ rồi. Rồi tí em hỏi. Bạn mình thức khuya nhiều lắm. Giờ phát phát mới bèo cũng được 15-20 người. Giờ anh em ơi. À, là mình thức là thức tới sáng luôn, không thức phải có khuya đúng không? Thức sớm, thức sớm, thức dậy sớm. À, giao dịch tiếp anh em ơi. Ai chưa giao dịch anh em ơi. Tên anh em khai luôn. Tiếp tục, mới thấy Đông Phương này nọ là mất tiêu của ta. Nên 10 cent giao dịch, no mod, ok. Nên 10 cent. No mod. Có ai nữa nè em ơi? Đây tôi. Ok, giao dịch này, no mod đây. Mai Sư Phong. Này giao dịch này.
Mai Siêu Phong, giờ được khai coi cái ngồi bán này nó tính tiền không nè. Ok. Rồi rồi, ngồi bán rồi. Lương không thể bị bán khu vực này, má không thể bán. Rồi anh em lên này trên cái mảnh giếng xíu này em ơi, kích từng người người hình trang này em ơi. Rồi Tâm Thanh kích lên đây. Rồi Mai Siêu Phong kích đi. Chai em. Rồi. Rồi ok, đó không. Nhanh gọn. Tâm Thanh này, Chai em này, Mai Anh Bảo. Rồi còn ai nữa nè em ơi. Kích đi anh 100 xu, kích đi. Một người 100 xu. Anh kích tâm đa luôn nha. Ok, anh kích tâm đa đây. Rồi xong. Xong đúng không? Mở ra được gì vậy? Ủa Đông Phương kích rồi á. Hình như anh Tâm Thanh chưa kích anh ơi. Đông Phương kích có cái đó rồi. Đâu có à, Đông Phương kích rồi, anh chưa kích. Đúng rồi. Tâm mất đa. Rồi như vậy, ngồi lên đây em ơi. Cho nhanh lần sau em giao dịch kiểu này, em đọc tên đến ai người đó vô kích thôi, nó khỏi bị lộn, với lại nó nhanh hơn. Rồi Tâm Thanh vô kích ra Mada này. Nó đủ, sao nó có chân ngồi bám nữa ta. Giao dịch. À, nhìn dính giao dịch đúng không? Rồi vô kích ra Mada này. Nhanh hơn, tại vì đông quá, hồi xưa ban ít ít thì đứng giao dịch được, mình ban rong vái chướng. Rồi. Còn ai chưa nhận lương nữa em ơi. Rồi đó, đơn giản như vậy thôi nè. Rồi ok anh em ơi, anh em xem video cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi. Đừng quên nhấn like chia sẻ video này nếu cảm thấy vui nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều nha.